chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau nữa rồi. Trang rất vui khi đồng hành cùng tất cả các bạn trên chặng đường chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sắc đẹp cho chính mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về collagen có tác dụng như thế nào. Hôm nay Trang sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn 10 tác dụng mà collagen mang đến cho làn da cũng như là cho những cái cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của mình như thế nào nhé. Thứ nhất là trên da, là collagen nó chiếm 70% cấu trúc trên da, cho nên việc bổ sung collagen kịp thời và đúng lúc cho làn da của mình thì sẽ giúp cho da của các bạn trở nên căng bóng, mịn màng và hồng hào theo thời gian. Đừng bao giờ đợi khi mà da của chúng ta trở nên khô sạm, không còn sức sống hay những vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên da thì các bạn mới bắt đầu lo lắng và tìm kiếm cho mình một dòng sản phẩm tốt nhất để đồng hành. Không gì là không thể nếu như các bạn chịu khó và kiên trì đến cùng. Và nhắc đến làn da chăm sóc tốt nhất thì hiện nay có dòng sản phẩm viên uống Ordinal Collagen đến từ công ty dược GTFA là dòng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất để cho các bạn đồng hành. Một hộp như vậy nó sẽ có là 30 viên, viên nang mềm rất dễ uống các bạn nhé. Không những có tác dụng trên da mà collagen còn có tác dụng là mau liền sẹo và làm vết thương. Các sợi collagen nó sẽ được hình thành và tạo nên hồi sinh cái làn da bị tổn thương một cách nhanh chóng, từ đó sẽ dẫn đến việc mau lìa sẹo trên da. Bên cạnh đó, ở xương cũng có collagen. Nếu canxi được xem là hệ thống để cấu thành nên xương thì collagen nó lại chiếm 80% trong thành phần cấu trúc xương đó. Nhưng mà khi bạn thiếu collagen thì bạn sẽ cảm thấy là cái mô xương á nó sơ cứng lại và hình thành nên các bệnh là thoái hóa nè, viêm khớp. Cho nên là mình phải bổ sung collagen để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Ở mắt chúng ta cũng có collagen đấy. Collagen nó có ở giác mạc, thủy tinh ở mắt. Khi mình bổ sung cái dạng collagen kết tinh vào thì sẽ giúp cho hạn chế được bệnh đục thủy tinh thể ở mắt. Theo thời gian thì bệnh đó rất là nhiều khi chúng ta bắt đầu độ tuổi về già trở về sau. Có bao giờ bạn nghe và bạn sợ đến căn bệnh ung thư hay không? Hầu như ai ai cũng sợ hết. Nhưng bạn có biết hôm nay bạn bổ sung collagen vào bên trong cơ thể mình không những giúp da bạn đẹp mà còn phòng chống được bệnh ung thư. Là chỉ phòng chống thôi nha các bạn. Theo nghiên cứu ở Nhật thì collagen ở dạy tế bào phôi có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Muốn có một mái tóc ống mượt, móng tay móng chân chắc khỏe thì collagen là thành phần chủ yếu để duy trì một mái tóc ống mượt và móng tay móng chân của bạn chắc khỏe. Không những thế, collagen nó còn có tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch cho mọi người. Nó giúp cho hệ thống miễn dịch hoạt động một cách bình thường và hoạt động tốt nhất, làm cho tăng sinh các vi sinh vật có lợi trong cơ thể của mình, từ đó hạn chế được việc táo bón ở người phụ nữ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về công dụng của collagen mang đến cho mọi người. Không những làm đẹp mà còn chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của chính mình. Cho nên việc các bạn đồng hành cùng những dòng sản phẩm tốt, uy tín, chất lượng, an toàn và hiệu quả là điều vô cùng cần thiết. Hãy bổ sung collagen ngay hôm nay nếu các bạn muốn có một làn da trẻ khỏe cùng với thời gian và bạn muốn có một sức khỏe dẻo dai. Cho nên việc các bạn nên đồng hành cùng viên uống Ordinal Collagen là một điều vô cùng cần thiết cho tất cả các bạn. Ordinal Collagen sản phẩm đến từ công ty dược GTFA. Nếu như các bạn thấy video này hay, có ích thì các bạn hãy
like và chia sẻ để mọi người cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.